同学各位找个位，这是你的开学礼。往前看，想象带着四方武士多美丽。先交过难忘学费，先不会来年失礼。明天总会是个新学期，终身制。大概只得恋爱时没标准的教科书，必须靠人不断试，学全程达意，二人共处才够真挚。同学各位找个位，这是你的开学礼。若然你生活有时过得苦，仍不作弊，荆棘里完成学位，收手却仍然高贵。学懂的会是你毕业时的优势。历遍单身不作弊，受苦也练成造诣。因此说人生在世，运程难预计，但能入世培养聪慧。同学各位找个位，这是你的开学礼。往前看，想象带着四方往事多美丽。先交过难忘学费，先不会来年失礼。明天总会是个新学期，终身制。Đúng ra là lúc đó có người chịu hiến tủy cho nó. Tôi tưởng là sẽ trị được. Ai ngờ người đó lại rút lui đột xuất. Alo, bác sĩ Hà, tôi là Tăng Chính Lương đây. À, xin lỗi, tôi không thể đến hiến tủy được. Bởi vì tôi có chuyện quan trọng, cho nên cuộc phẫu thuật ngày mốt tôi không thể đến. Nhưng ai ngờ, trước đó 2 ngày, người hiến tủy đột nhiên không chịu đến. Cho nên đêm đó ba em bị bội nhiễm. Ba em chịu đựng không được bao lâu, sau cùng cũng không gượng nổi. Cục đá của mình đâu rồi? Cô! Cô! Lương, con về rồi hả? Cô à, cô có thấy cục đá trên bàn cô không? Cô thấy cái hộp đựng cục đá hơi bị sụt xịt, cho nên cô đem qua nhờ chú Tiêu dán lại giùm con rồi. À, chắc là chú Tiêu tới đó. À, anh Tiêu. Chị Yến, Lương, cái hộp này chú dán lại cho con rồi, chắc là không xúc nữa đâu. Cảm ơn chú Tiêu. À phải, trên đá con có ghi ngày tháng, có phải cục đá này rất có giá trị kỷ niệm không? Cục đá này con lượm ở trường Giang Tam Hiệp đem về. Vậy sao? Nè, tháng 8 năm đó chú cũng có tới Tam Hiệp du lịch. Có lẽ chú và con đi lướt qua nhau. Để con đem cục đá vào đã. Anh Tiêu à, anh đừng có trách nó. Chắc là nó thấy cục đá này nhớ lại ba má quá cố của nó thôi. Lúc bấy giờ ba má nó đã cực khổ nửa đời người. Hy vọng sau khi về hưu thì có thể về quê để dưỡng già. Ảnh và chị còn tính đến chừng đó sẽ đi du lịch Trường Giang Tam Hiệp. Ai ngờ chuyện đời trớ trêu, ảnh chị còn chưa về hưu thì đã gặp tai nạn giao thông mà qua đời. Thằng Lương á, vì hoàn thành di ngôn của ba má nó, cho nên trước khi Tam Hiệp tiệc lưu chìm ngập ở dân dương, thay mặt ba má về đó một chuyến, sẵn dịp đem cục đá về làm kỷ niệm, coi như là giúp ảnh chỉ hoàn thành tâm nguyện. Thằng Lương nó hiếu thảo quá. Thầy Lương là một người tài, nếu Đức Quảng có linh thiêng thì sẽ mừng cho con. Má à, sao đột nhiên má lại nói chuyện đó? Không phải đột nhiên đâu,
Lần trước sau khi gặp thầy Lương thì má thấy thầy Lương rất tốt, lại biết quan tâm tới người già nữa. Quan trọng nhất là đối xử con và thằng Sơn cũng tốt. Cơ hội lần này không nhiều, con phải nắm bắt đó biết không. Thằng Quảng nó chết sớm rồi, không có để lại gì cho con cả. Má nghĩ nó cũng mừng khi con tìm được người chồng tốt. À, chắc hôm đó anh Lương đã bỏ thuốc vào hạt dẻ hay là củ năng. Nếu không làm sao má lại nói tốt cho ảnh. Thì à, má nói thật lòng đó. Con nghĩ coi, phụ nữ không có bao nhiêu cái 10 năm đâu. Nói yên tâm đi, con khuyên má rồi. Má với thầy Lương ngọt ngào biết mấy, sóng gió gì cũng không tách rời được hai người đâu, nói yên tâm. Thật không, hình như là con vui hơn đó. Lúc nào cũng rủ thầy Lương chơi game, con mới là không có sóng gió gì tách rời được. Ôn bài thôi. Phải rồi, vừa ôn bài vừa chơi game chứ gì. Quan cho con quá nội ơi. Nói tóm lại, thấy hai má con rất là hòa đồng ấy, thì thân già này cũng yên lòng. Lương à, con đi được chưa? Để xui gia chờ thì không hay lắm đâu. Cô à, hôm nay chỉ là bữa cơm bình thường thôi, cô đừng nói như là gặp xui gia vậy. Người đó còn là má chồng quá cố của Thi, quan hệ phải nói là rất phức tạp, con cũng không biết xưng hô thế nào. Cũng là một câu thôi, tóm lại quan hệ giữa con và Thi không có phức tạp là được rồi. Con đang tìm cái gì vậy? Cô à, con làm mất chiếc vòng Thi tặng cho con rồi. Có phải cô đem giấu để chọc ghẹo con không? Ai rảnh đâu mà chọc ghẹo con. Có phải con chưa tìm kỹ không? Bởi vậy mới nói, số xui đụng chuyện gì cũng xui. Có phải con sợ là mất chiếc vòng con Thi nó sẽ giận con không? Vậy thì con khoan nói với nó đi. Phụ nữ nhiều lúc cũng nhỏ mọn lắm. À, cùng lắm vậy đi. Chủ nhật này cô quét dọn nhà tìm giùm con luôn. Làm mất ở nhà thế nào cũng tìm được mà. Trời ơi, thôi đi thôi đi thôi, còn phải mua trái cây nữa. Tuy thằng Lương nó cao to như vậy, nhưng thật ra nó rất là chu đáo. Đôi lúc thì hơi cố chấp, nhưng mà rất khéo làm cho người khác vui lòng. À, con Thi nhà tôi cũng rất là cố chấp, nhưng đối người già thì rất chu đáo. Càng nói càng thấy hai đứa nó xứng đôi phải không, chị Xui? Cô à? Cũng là một câu thôi. À, phải đó, con và Thi cũng đâu còn trẻ nữa. À, tôi đã coi sách tử vi sang năm là năm tốt, thích hợp để làm đám cưới đó. Cô à? Cô nói thật mà, ngày tốt á thì mình phải đặt chỗ trước thôi. Vậy thì phải lo cho sớm, phải không thầy Lương? Thầy Lương, dòng tình nhân cũng mua rồi, mắc cỡ làm gì cũng biết. Dòng tình nhân cũng có hả? Ở đâu coi. Anh Lương ơi, anh vô đây phụ em. Được. Anh lấy cái tôi qua giùm em đi. Cảm ơn. Lúc nãy anh vợ của anh bàn chuyện đám cưới hả? Không phải. Em chưa có nhận lời lấy anh đâu nha. Vậy sao? Anh không sao chứ? Không khỏe à? Có lẽ tối qua ngủ không ngon, cho nên hơi bị nhức đầu. Ăn cơm xong anh về nhà ngủ sớm đi. Được. Anh khỏi phụ em cái này, anh đem nước tương ra ngoài đi. Ê, anh thực sự không ổn đó. Dù ăn và nước tương mà anh cũng không phân biệt được. Xin lỗi nha. Bây giờ chúng ta ôn bài lại. Có em nào xung phong lên làm bài toán này không? Bạch Đình Đình, em lên làm bài toán này thử coi. Trời ơi, làm gì biết tính chứ. Chỉ giỏi làm hacker thôi, phải không? Theo tôi nghĩ á, có khác nào mấy phần tử khủng bố chứ. Chỉ biết phá hoại chứ đâu có giúp đỡ được gì. Thật không hiểu hacker đó. Để cái lưng hướng về tôi á, làm muốn phát ói luôn á. Ói sẽ mệt lắm. Đừng đối xử tụi này như vậy. Đối với hạng người này coi như là giảm cân đi. Im lặng đi. Trời ơi thầy Lương, tụi em đâu có phê bình sai đâu thầy. Trên đời này không có ai đẹp vẹn toàn đâu. Đình Đình chỉ làm sai có một lần thì các em xử bạn tội chết không cho bạn sửa đổi. Trong các em ai dám nói mình chưa từng làm sai, đứng ra đây cho thầy coi đi. Đứng ra đây đi. Thầy Lương, không phải là tụi em nói không thể làm sai, chỉ sợ bạn ấy làm sai mà không chịu sửa, không chịu nhận. Thầy Lương à, thầy cũng dạy tụi em sai thì phải nhận, đánh thì phải chịu. Dạ phải thầy Lương, nếu thầy đã làm sai thì thầy cũng phải thừa nhận. Các em đừng ồn nữa, tiếp tục học đi. Tập trung một chút,
Em đã tỉnh ngủ chưa? Rồi kế tiếp. Đủ rồi. Không tập chạy bánh nữa. Bắt đầu từ bây giờ, mỗi em thảy 10 trái, không vô 1 trái thì phạt hết đất. Thế hôm nay thầy nóng nảy như vậy, biết thầy cãi nhau với cô Thi rồi. Phải đó, thế nào cũng trút giận vào chúng mình cho người coi. Nè, vô lý quá. Hôm qua tao nghe thầy nói với má Thi sang năm là ngày tổ chức đám cưới mà. Các em tập trung tinh thần có được không? Bây giờ không cần thảy bánh nữa, mỗi em hết đất 100 cái cho tôi. Hả? 100 cái? Vậy sẽ đột quỵ đó. Nói nữa 200 cái. Bắt đầu. 1 2 3. Ôi trời ơi, thầy thảm quá, chắc là chết rồi. Đừng tốt. Nó sắp đột quỵ rồi. 5 6. Trời ơi, chết tôi rồi, chết tôi rồi. Chết rồi. Ơi, chịu không nổi. Chết. 7. Trời ơi, hết vậy chết rồi. 8. Hả? Trời ơi, sao vậy, sao vậy? Thầy lướt. Anh thấy có đỡ chưa? Đỡ rồi. Nói cũng không ai tin, tập cho người ta mà mình cũng xỉu luôn. Chắc là anh mệt mỏi quá rồi. Gần đây anh thường xuyên chuẩn bị bài thi cho học sinh, vừa tìm tài liệu vừa ôn bài. Tối nay anh phải cố gắng nghỉ ngơi cho sớm. Sau khi tan học em đến nhà anh, em nấu cháo cho anh ăn. Được, cảm ơn. Vậy anh nằm nghỉ đi nha, em làm xong công việc sẽ lên thăm anh. Thi à? Có chuyện này anh muốn nói thật với em. Gì vậy? Thật ra... Trời ơi Lương à, con làm sao vậy? Con không có gì chứ, sao đột nhiên con lại ngất xỉu vậy? Anh không sao, nghỉ một lát sẽ khỏi thôi, thầy mệt quá thôi. Trời, phải rồi, mấy đêm nay nửa đêm cô đi toilet, thấy nó ở ngoài phòng khách đi qua đi lại. Nó nói là không ngủ được, đương nhiên là xỉu rồi. Sao anh không ngủ được? Anh đang buồn phiền một số chuyện. Để cô nói giùm cho con. Đó, nó không cẩn thận chiếc vòng con tặng cho nó. Nó không biết là mất ở đâu nữa. Nó nói là con sẽ giận, cho nên nó lo lắng không ngủ được. Nó quý chiếc vòng đó lắm. Hồi nãy anh nói là có chuyện nói với em. Thật ra là mất chiếc vòng à? Thật ra từ đầu nó nói là nó muốn nói với con, nhưng con kêu nó tìm kỹ đã, biết đâu sẽ tìm được đó. Chiếc vòng là vật ngoài thân, là mất rồi thì thôi, sao phải lo lắng vậy chứ? Đó, con coi cô Thi rất là rộng lượng. Con có người bạn gái tốt như vậy nhờ kiếp trước đó nha. Phải. Thật tình con phải biết trân trọng. Ở đây có mấy khoản chi đột xuất, phải nhờ thầy duyệt đó. Ừ. Nè, gạch men ở toilet nam lầu 1 bị bong ra hết, phải lát lại. Ừ, vậy mau sửa lại đi, nếu không làm học sinh bị thương thì không hay cho lắm. Cô làm chủ đi, toàn bộ thay hết. Vậy lát nữa tôi đi mua nha. Ừ. Nhưng mà tôi cần người đi coi phụ, hiệu trưởng thầy... Hả? Nếu cái chuyện mua gạch men là tôi đâu có rành lắm đâu. Tìm chú Tiêu đi, chú Tiêu biết đó. Dạ được, lát nữa tôi sẽ đi hỏi ảnh coi ảnh có rảnh không. Ừ. Còn khoản chi thứ hai là gì? Máy photo bị gì vậy? À phải, máy photo này đã sử dụng 10 năm rồi. Ừ. Đinh Đinh à, em sao vậy? Điền chỗ trống không làm, cả bài tập cũng không có làm nữa. Thật ra em không muốn làm hay là không biết làm vậy? Em đứng đàng hoàng một chút đi, đừng có lắc qua lắc lại có được không? Thầy đã biết biệt danh của em rồi. Cái gì? Nhỏ lắc. Anh Tiêu. Ừ. Hiệu trưởng kêu anh đi mua gạch với tôi sửa chữa lại toilet nam. Sửa lại phải rồi, thấy miếng gạch cứ đông đưa hoài. Chút nữa anh có rảnh không? Lát nữa tôi rảnh, tôi đi với cô. À. Tối nay em về nhà làm hết cho thầy. Nếu không ngày mai phải ở lại, thầy kêu em làm. Hết rồi. Cô sao không vậy hả? Phó hiệu trưởng. Cô không sao không vậy? Không sao. Thì ra bị xúc bánh xe. Nè, ngày mai tôi sửa lại cho cô. Cô ngồi đỡ cái ghế khác đi. Cũng may cô không sao, nếu không sẽ mệt dài dài đó. Đi đâu cũng không có được hết. Cũng may là có anh. Cảm ơn nha. Ha, anh giỏi thiệt đó, biết độ dày mỏng của gạch men, lại biết hoa văn nào là đẹp nhất nữa. Sao giỏi quá vậy? Trời ơi, cô còn giỏi hơn, tính toán khéo léo. Chà, một giá một thì buộc ông chủ giảm 30% mà không dám hó hé lời nào. Nói tóm lại hai chúng ta song kiếm hợp bích, thiên hạ vô địch. Ý này. Hả?
đã tiết kiệm được rất nhiều. Chúng ta đi ăn một chầu ngon đi. Dĩ nhiên là không được, đây là tiền quỹ, sao có thể lấy đi ăn được chứ. Trời ơi, tôi nói là ăn mừng, tôi đãi đó có được không hả? Hả? Muốn hẹn tôi thì cứ nói, sao phải tìm cớ. Cô nói gì? Không có gì. Nè, coi chừng. Trời ơi. Nè, chú. Chú có sao không vậy? Không sao. Ủa? Hả? Thầy Hồng. Đúng là quan gia ngõ hẹp. Sao thầy lại ra đông nổi này vậy? Thì cũng nhờ cháu của ông đó. Cho dù thầy không dạy học ở trường, cũng có nghề khác để làm mà. Sao lại ra nông nổi này chứ? Phải rồi. Bây giờ là ông trêu chọc hay là mỉa mai tôi, tất cả cũng tại cháu của ông. Thằng Tài đáng ghét, điều xấu tôi trước mặt anh họ tôi, làm anh họ tôi điều tôi về quê làm quản đốc. Tôi tưởng là làm quản đốc ai vậy lại làm cu ly giải nắng dầm mưa, treo đeo lội suối vậy đó. Nè coi nè, không? Bây giờ khổ sở rồi chưa? Trời ơi, trước đây thầy không làm chuyện lệch lạc thì đâu có ra nông nổi như hôm nay. Phải đó, thật ra hiệu trưởng đuổi thầy là hợp tình hợp lý thôi. Ông và cổ người sướng người hò, chắc chắn có quan hệ không bình thường rồi còn gì. Nè, sao thầy ăn nói gì khó nghe quá vậy? Phải nói là làm mất hình tượng người giáo viên chúng tôi. Làm sao bằng cô, mê hoặc anh họ tôi, thủ thủy bên tai, cô mới xấu đó. Sao thầy có thể nói những lời như vậy được? Tôi nói cô đó, hồ ly tinh, đàn bà đê tiện, vừa xấu vừa già, hồ ly tinh. Nè, có tin tôi đánh thầy không? Bây giờ ý đồng hiếp yếu phải không? Được, hôm nay tôi tha cho ông, bỏ tay ra đi. Thầy mà nói nữa. Cô không sao chứ? Không sao. Không sao thì đi thôi. Phó hiệu trưởng à, lúc nãy thầy Hồng nói bậy nói bạ, cô đừng có để tâm nha. Mọi khi ít thấy anh nóng giận lắm, nhưng lúc nãy thấy anh nổi giận thật là không tầm thường nha. Trời ơi, đối phó hạng người này không cần phải khách sáo. Nhưng mà tôi nói thật nha, nếu thầy Hồng còn chửi cô, tôi sẽ đánh thật đó. Ây da. Có bị trật chân không vậy? Không có. Trời ơi, gãy đế giày rồi. Hay là vậy, tôi đi mua đôi giày khác cho cô mang đỡ nha. Thôi khỏi đi, để hôm khác tôi nhờ người đóng lại là được rồi. Trời, cô cũng biết tiết kiệm quá ha. Trời, đừng khen tôi mà. Đi thôi. Cẩn thận đó. Được rồi. Phó hiệu trưởng à. Tới nơi rồi. Phải ha, tới nhà rồi. Anh có lên uống ly nước không? Thôi. Tế Tài đang đợi tôi ở nhà đó. Vậy đi nha, bye bye. Khoan đã. Bây giờ thời tiết nóng nực lại nắng gắt nữa, anh lấy cây dù của tôi xài đỡ đi nè. Thôi khỏi. Lấy đi, nếu không gian nắng sao chịu nổi chứ. Nè, tôi và anh đâu có tính toán. Cầm đi. Bye bye. Bye bye. Còn cười nữa. Chú Tiêu, con cũng nói chú có sức quyến rũ mà. Cả phó hiệu trưởng đi tu 30 năm rồi cũng phá giới gì chú. Con đừng có cười nữa. Hả? Cổ thật lòng lắm. Thật lòng thì tốt rồi, giờ chú hãy nghiêm chỉnh mà suy nghĩ. Giỡn chơi sao? Từ hồi tiểu học đã học cùng lớp với cổ, đến khi học hết lớp 9 chú đi làm thủy thủ, cho đến giờ trở về gặp lại cổ, chú thấy cổ cũng không có sức quyến rũ gì, làm sao? Trời ơi chú Tiêu, đừng có trách đứa cháu này phê bình chú. Chú nghĩ chú là người độc thân quý tộc thật sao? Đã đến lúc chú phải tìm người bầu bạn rồi. Nhưng mà hai người cũng phải hợp nhãn mới được chứ. Nếu nói không hợp nhãn thì không còn gì để nói rồi. Nè, chú cũng phải nói với cổ, cổ không phải là loại trà mà chú thích uống. Chú biết, nhưng sẽ làm cổ bị tổn thương. Tổn thương là cái chắc rồi. Người ta đợi chú bao nhiêu năm mới đợi được cơ hội này. Giống như câu cây khô gì. Gặp xuân đó. Phải, cây khô gặp xuân. Nếu cổ biết chú không chấp nhận cổ, không chừng cổ sẽ không chịu được cú sốc này. Nhưng cũng may chú có đứa cháu thông minh lanh lợi, ăn nói lại khéo léo nữa. Chú biết còn giúp chú mà giải thích rõ ràng với cổ một cách quyển chuyển, vậy là được rồi phải không? Chú Tiêu, con nói thật nha, đừng nói con là cháu của chú. Cho dù là con của chú cũng chưa chắc chịu làm chuyện này giùm chú đâu. Nè,
chú đã làm bùng lên ngọn lửa thì chú phải tự dập tắt nó. Nói chung là người nào làm người đó chịu. Thôi vậy đi, con đi tắm. Nè. Vậy tức là sao? Chú Tiêu à, để cho con gói đậu phộng đi. Được. Phải, cô Hảo à, sao hôm nay vẫn chưa thấy phó hiệu trưởng vậy? À, sáng nay cổ đại diện trường đi họp toàn ngành. Chú tìm cổ hả? Để con gọi điện cho cổ giùm chú nha. Không phải. Thật ra cũng không có gì quan trọng. Dạ được. Vậy con sẽ nói với cổ là chú có tìm cổ. Cảm ơn nha. Bye bye. Chào cô Hảo. Chú Tiêu ơi, cho con gói cô mực. Chà, con hên quá. Chỉ còn con gói thôi. Cảm ơn chú Tiêu. Ê, xin lỗi nha. Đúng là yếu bóng vía. Chú Tiêu, cho con gói khô mực. Gói còn lại duy nhất đã bán rồi, mua thứ khác đi. Trời ơi, sao xui quá vậy. Dạ khỏi đi, cảm ơn nhiều chú Tiêu. Đông à, mời Đông ăn nè. Thôi dẹp đi. Đưa đây chú Tiêu coi cho. Chuyện nhỏ thôi, để chú làm lại giùm con ha. Chú Tiêu à, có phải con đáng ghét lắm không? Làm gì có chứ. Nếu như không có, sao bạn Đông lại không thích con? Sao nói nữ đeo đuổi nam cách một miếng lưới, không phải là con gái chịu chủ động thì được sao? Có nhiều chuyện là không thể miễn cưỡng, đặc biệt là tình cảm. Nè, nếu hai bên đều yêu nhau mới có hạnh phúc được. Chú cũng chưa có vợ, làm sao mà chú biết? Chuyện tình cảm hiểu một biết mười thôi mà. Nè, chú hỏi con nha, người mà con không ưa nhất là ai hả? Triệu Đồng. Triệu Đồng. Phẩm chất rất tốt, lại rộng rãi, phải không? Khổ nỗi chuyện gì cũng nghe lời má trơn à, không có phong cách riêng. Con ghét ai mà ý lại ba má lắm. Một chút khi phách đàn ông cũng không có nữa. Biết đâu chừng là con phải chăm sóc lại đó. Nếu bạn ấy thật lòng thích con, tính một ngày nào đó sẽ làm cho con cảm động và còn bám theo con, vậy con sẽ làm sao hả? Vậy phiền lắm, con sẽ chửi một trận cho xỉu luôn. Con cũng biết nói rồi, con thích người ta mà người ta không thích con thì cũng đâu có kết quả gì. Giả sử có người yêu thầm chú, muốn tỏ tình với chú thì chú làm sao? Vậy phải coi chú có thích hay không, cũng là một câu, miễn cưỡng không có hạnh phúc. Từ sáng đến tối đều gặp, cũng vun đắp được một chút tình cảm mà. Không có cảm giác là không có cảm giác. Lấy súng chỉ vào đầu chú cũng nói vậy thôi. Trời, chú Tiêu, chú làm gì phản ứng dữ vậy? Giống như là người cùng cảnh ngộ vậy đó. Có phải có người yêu thầm chú không? Nè, Đình nè, đừng có suy nghĩ lung tung mà. Đừng có đoán mò, đừng có nói bậy, biết chưa hả? Làm gì mà lo dữ vậy? Nè, đồng hồ sửa xong rồi nè. Cảm ơn chú Tiêu. Chú Tiêu ơi, chú tốt bụng thiệt đó. Nè, tới giờ vô lớp rồi, vô học đi. Sao dám nói xấu với phó hiệu trưởng nha? Ăn đứa thượng trọng nhà mất công lại bị kẻ tài trồng bánh lẻo đó. Đình đây. Hả? Xin lỗi nghe, đồng hồ của Đình có bị hư không? Không sao đâu, chú Tiêu đã sửa lại đồng hồ giùm tôi rồi. Nếu phải nói xin lỗi nên để tôi nói trước. Tôi nghĩ kỹ rồi, sau này sẽ không làm phiền Đông nữa. Có thật không? Có thật là sẽ không buồn chứ. Nói rồi phải giữ lời đó nghe. Chúng ta coi như không có gì được không? Được. Đúng là sống đến 100 tuổi vẫn còn tin tức để nghe đó. Kết cuộc như vậy ai mà đoán được chứ anh hai. Thì phải rồi, còn bắt tay nữa, tức là làm lành rồi. Chuyện lạ ghê nghe. Trời, có gì lạ đâu. Quảng cáo cũng hay nói chuyện đời không có tuyệt đối mà. Phải rồi, không có tuyệt đối. Nguyệt à, lần trước là lỗi của mình. Mình xin lỗi bạn nha. Hey, bỏ đi, chuyện đã qua rồi mà. Hay quá. Cái cuộc của chúng ta là bắt tay làm lành, hòa thuận với nhau. Giỏi lắm. Hết giận rồi thì không có gì. Quả nhiên rất dũng tao, rất dũng cảm.
Đúng rồi, như vậy mới là phái nữ chứ. Gì chứ? Nè, tôi tuyệt đối không có ý xấu đâu, mà chỉ nói theo cảm xúc thôi. Làm loại động vật như phụ nữ thật là sâu xa khó lường. Chúng ta đừng nhìn ai khác mà chỉ nhìn phó hiệu trưởng. Mỗi ngày tôi đến trễ một chút đã mắng tôi một trận. Nhưng hôm qua tôi đi học trễ mà cô lại cười tủm tỉm và đến nói với tôi lần sau đừng đi trễ nữa, không có la câu nào hết. Nghĩ không? Phó hiệu trưởng tuy hơi lạ một chút thôi, trước đây lượm được vàng cũng không cười, nhưng bây giờ giống như là Phật cười vậy. Phải đó, không lẽ cô ấy đã đổi tánh sao? Chà, cả ăn mặc cũng diện hơn trước nữa. Không chỉ vậy mà cô ấy còn trang điểm, với lại còn phải tiệp màu nữa đó. Tôi còn nhìn thấy cô ấy môi ẩn mùa xuân. Tùng tùng xè, tùng tùng xè. Không lẽ cô xa vào lưới tình? Vậy thật ra người may mắn là ai vậy? Nè, không lẽ hiệu trưởng đói quá quá đại? Không lẽ là thầy Quách mới vào vậy? Tôi không biết đâu, đâu là quá trẻ quá. Trời, bạn cười gian quá. Tôi biết đó. Ai, 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 ai? Đó chính là chú Tiêu. Có thật không? Có thật không? Ê, chú Tiêu rất là tốt bụng, đừng đổ oan cho chú phải nha. Phải rồi, biết chút đừng có giải chuyện đi cô hai. Tôi có bằng chứng xác thực. Hồi nãy khi chú Tiêu khuyên giải tôi, nói như là mình cùng cảnh ngộ vậy, rất là kích động. Chắc chắn là có người đang thầm yêu chú. Chú còn nói đến nỗi mất cảm giác luôn. Không có cảm giác là không có cảm giác. Lấy xuống chĩa vào đầu chú thì chú cũng nói gì vậy đó? Làm sao mà lầm được chứ? Không có lầm đâu. Tính khổ chú Tiêu vậy, tính là phó vậy. Hiệu trưởng yêu thầm chú Tiêu nhưng chú Tiêu không hề yêu cổ. Đúng vậy. Đình ơi, đình đoán mò phải không? Trời ơi, đã kể thì phải tin chứ. Mọi người con, tôi có bằng chứng xác thực mà. Cái dù màu đỏ của phó hiệu trưởng hôm qua tôi thấy nay là ở phòng làm việc của chú Tiêu đó. Đúng như vậy rồi. Chú thấy hả? Tôi thấy cái dù thì chú có vẻ là không được tự nhiên, xẹt một cái liền che cái dù đó lại, vậy chứng tỏ càng giấu càng lộ đó. Lần này chỉ là cái dù qua đêm, vậy lần sau không cần hỏi nữa, chắc chắn là vậy. Gì? Chắc chắn là vậy rồi. Nó lớn nói gì? Tôi trời nói ơi, chắc chắn là vậy. Sao nói gì nó lớn chút nữa đi. Trời. Nè, đang coi gì vậy? Đương nhiên là hàng đẹp. Tôi biết có tiệm mỹ phẩm đang làm quảng cáo, có thể tư vấn làn da cho khách miễn phí. Cha còn được tặng mỹ phẩm miễn phí nữa. Có thật không đó? Ở đâu vậy? Trong này ghi rõ ràng là như vậy đó. Đâu? Nè, còn không mau kêu tụi này đi. Phải đó, đi mau đi mau. Ý, phó hiệu trưởng à, gần đây cách ăn mặc của cô càng lúc càng hiện đại đó. Hả? Rất đẹp. Suốt ngày các em chỉ biết lo làm đẹp thôi à. Nhưng mà vậy, trang điểm chút xíu cũng là tôn trọng bản thân mình, cũng tôn trọng người khác nữa. Dạ phải, phụ nữ luôn lấy cái đẹp làm đầu mà. Nè, các em nhớ nha, đừng bao giờ mặc đồng phục đứng trước quầy mỹ phẩm của người ta. Như vậy sẽ làm mất mặt nhà trường đó, có biết không? Dạ biết. Thế em nghĩ phụ nữ quan trọng là phải mặc đẹp. Còn mỹ phẩm dùng trên mặt thì rất quan trọng. Đặc biệt là lúc mình mới khóc xong, phấn trang điểm lem ra bệt bệt rất là xấu. Phó hiệu trưởng à, em nghĩ cô nên đổi loại mỹ phẩm chống nước sẽ tốt hơn. Nhất là nước mascara chống nước, dùng trên mắt càng không thể tiết kiệm được đó. Dạ phải, phó hiệu trưởng, cô có biết cô nhất định phải kiên cường. Cô phải trưng diện cho thật đẹp nữa, để cho mấy người đàn ông xấu xa biết. Cho dù anh không cần tôi vẫn sống tốt hơn anh. Dạ phải đó. Tóm lại cô đừng bao giờ nản lòng nha. Những cú sốc này sẽ mau trôi qua thôi. Ai mà chưa từng thất tình chứ. Đúng. Các em nói gì mà nói một hơi vậy? Phó hiệu trưởng, em hiểu được mà. Có nhiều chuyện trong một lúc khó chấp nhận được lắm. Dạ phải, cô đừng che giấu nữa. Tụi em biết hết rồi. Nhưng mà gì, tụi em nhất định sẽ đứng về phía cô. Thật ra là chuyện gì hả? Chú Tiêu chưa nói rõ với cô sao? Nói rõ cái gì? Chú Tiêu nói cô yêu thầm chú mà. Cái gì? Nhưng mà chú nói không có yêu cô. Anh đứng yên đó. Trái. Anh nói nhảm cái gì vậy hả? Anh theo tôi đi gặp hiệu trưởng. Đi bây giờ. Đi. Tôi có thể thề,
tôi không có nói chuyện này với bất cứ học sinh nào hết á. Chuyện là vậy, để định nó gặp chuyện công vui về tình cảm nên tôi nói những lời khuyên giải nó, chứ tôi không hề tiết lộ chuyện cô yêu thầm tôi. Tôi yêu thầm anh hồi nào? Ai nói là tôi yêu thầm anh? Nè, tánh của tôi á, chỉ giúp lý chứ không có giúp tình đâu. Bây giờ phó hiệu trưởng đã nói rõ, tức là không có yêu thầm mà là yêu thật. Vậy thì phải rồi. Anh nói cái gì vậy? Trời ơi, cô đừng có dữ dằn quá. Tôi quen cô mấy chục năm, tôi có nói với ai không? Tôi có nói với người ta cô là bạn học trước đây của tôi hay không? Cả biệt danh trước đây của cô là gà đẹp, tôi đã hứa với cô là không có nói ra rồi phải không? Đẹp đẹp cái gì mà đẹp chứ? Nếu anh không nói ra, tại sao học sinh cả trường đều biết hết? Anh nói đi, lòng tự trọng của tôi còn biết để ở đâu nữa? Anh kêu tôi làm sao mà dạy học sinh đây? Thôi trưởng à, không cần phải kích động quá. Vậy đi, nếu cô không tin á, tôi tìm đó học sinh, chúng ta ba mặt một lời nói rõ ràng, vậy cô tin chưa? Trời ơi, còn muốn tôi mất mặt thêm một lần nữa hả? Ý tôi không phải vậy. Hiệu trưởng. Hả? Hiệu trưởng làm chủ cho tôi đi. Ê nè, người xưa nói quan giỏi khó xử chuyện gia đình, chuyện tình nam nữ riêng tư tốt nhất hai người tự giải quyết đi ha. Nếu như kêu tôi giải quyết thì tôi đi, tôi từ chức. Nè phó hiệu trưởng, cô thừa biết nhà trường này không thể thiếu cô mà, sao cô lại nghĩ? Không thể thiếu tôi chứ gì, vậy kêu ảnh đi đi. Nè, vậy tức là... Tóm lại có ảnh thì không có tôi, tôi đã quyết định rồi. Trời ơi, sao lại căng thẳng đến vậy? Phó hiệu trưởng, nói đâu nghiêm trọng đến nỗi phải từ chức. Phó hiệu trưởng, lẽ nào nghiêm trọng tới một mất một còn, lớn chuyện tới như vậy sao? Nè, không phải chứ. Không lẽ chuyện mà học sinh nói là cô yêu thầm chú Tiêu là có thật sao? Nè các thầy cô chú ý nghe cho kỹ đi. Vì sĩ diện của phó hiệu trưởng và danh tiếng của nhà trường, tôi mong mọi người đừng có thắc mắc về chuyện này nữa. Tốt nhất là chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không. Nếu biết gây ra sự hiểu lầm lớn như vậy thì việc đầu tiên là giải thích rõ với cổ rồi. Chú Tiêu à, thế nào cũng có cách giải quyết mà. Thôi vậy đi Tài, mắc công làm con khó xử, con cho chú nghỉ việc đi ha. Hiệu trưởng à, thầy định giải quyết sao đây? Đứng ở lập trường của tôi, đương nhiên là tôi không muốn phó hiệu trưởng nghỉ việc, nhưng mà tôi cũng không muốn chú Tiêu phải nghỉ làm. Hey, lần này nhức đầu quá. Hiệu trưởng. Trời, vậy là sao chứ? Tôi thấy lần này phó hiệu trưởng hơi nóng nảy một chút. Thật ra chuyện này đâu có nghiêm trọng lắm. Cũng có trách lắm. Phụ nữ ghét đàn ông nào không thành thật mà. Thì phải rồi, không thương người ta thì thẳng thắn nói rõ với người ta đi. Sao phải làm cho mọi chuyện trở nên nghiêm trọng đến mức không còn cách giải quyết mới nói với người ta vậy có gì? Thì phải rồi. Đúng rồi đó, bạn trai cũ của tôi cũng chính vì không thật thà. Đúng ra anh rất tốt với tôi, lại chiều chuộng tôi. Tệ nhất là anh đã nói với tôi trước khi quen tôi anh chưa từng quen ai hết. Nhưng mà ai ngờ sau cùng tôi phát hiện ảnh đã nói dối. Rồi làm sao nữa? Chia tay chứ còn gì nữa. Từ đầu nói thẳng với tôi, có lẽ tôi còn cho ảnh cơ hội. Nói thật quan trọng đến vậy sao? Tất nhiên rồi. Hai người quen nhau chủ yếu là thành thật. Có người từng nói dối 1000 lần cũng có 1 lần nói thật. Nhưng mà tôi không hiểu tại sao có người thà nói dối 1000 lần cũng không chịu nói mọi sự thật ra. Muốn cho người ta tha thứ cho mình thì mình cũng phải thành thật đúng không? Thì phải rồi. Thành thật còn được lượng thứ, nói dối mít lòng đó mà. Đúng. Đúng gì? Chứ dù kết quả thế nào đi nữa, ít ra mình cũng đã thành thật với nhau, không hổ thẹn với lương tâm, phải không? Nè, đã tìm cả tiếng rồi, ngóc ngách nào cũng tìm hết, chiếc vòng như là biến mất trên đời này vậy. Thi à, anh thành thật xin lỗi em. Không sao đâu. Thế nào cũng tìm được mà. Nếu như không tìm được thì mua đại nhẫn hứa hôn hay là đồng hồ hứa hôn, bắt thằng Lương trả tiền. Dù sao ý nghĩa cũng khác mà cô. Chiếc vòng này là món quà đầu tiên Thi tặng cho con. Hay là ra ngoài tìm đi, không lý nào lại không có. Cô đã tìm hết rồi. Có phải ông trời cố tình trêu chọc con không? Đã biết con rất trân trọng, tại sao phải lấy lại chứ? Trời, lạc quan một chút đi, ông trời sẽ không phụ lòng người đâu. Thế nào cũng tìm ra mà. Cô à, tìm được rồi. Thật không? Thì ra rất sao ghét xa lông. Cô đã nói rồi, ông trời không có phụ lòng người mà. Tại con lú lẫn quá thôi, lần sau phải cẩn thận một chút. Thi à, anh không lú lẫn đến vậy đâu. Thật ra đây không phải là chiếc vòng anh làm mất. Chiếc vòng của anh vốn bị trầy một chút. Có phải em đã đi mua lại chiếc khác cho anh không? Không gạt được anh rồi, đúng là sơ hở quá đi. Con coi thì rất tốt với con đó, biết con là mất chiếc vòng không được vui nên đã đi mua một chiếc khác cho con. Bạn gái như vậy biết tìm đâu ra chứ, số của con thật là có phước.
Nè em không cần biết nha, tóm lại đây là món quà thứ hai em tặng cho anh đó, đừng làm mất nữa nha. Phải rất cẩn thận một chút, đừng làm mất nữa. Thì à, nếu nó dám bắt nạt con nói cho cô biết, cô sẽ trừng trị nó giùm con. Cô yên tâm đi, anh không dám bắt nạt con đâu. Alo, anh Lượng. Dạ anh Lượng, anh gọi tôi gấp vậy không phải có chuyện gì chứ? Không, gọi anh đến để tâm sự thôi. Vậy thì trùng hợp quá. Tôi cũng muốn tìm người tâm sự và uống rượu với tôi. Cảm ơn. Đây là chỗ mà 10 năm trước á, tôi và Sally gặp nhau. Lúc đó thật tình tôi nghĩ là mình đã tìm được. Ai ngờ quen nhau rồi thì mới biết mình không chịu nổi cổ. Hay, có nhiều chuyện thật sự không hợp nhau được. Vậy anh tính sao đây? Còn tính làm sao? Hôm nay tôi đã quyết định rồi. Anh quyết định gì? Rốt cuộc hôm nay tôi đã có can đảm, tôi gọi điện cho cổ, nói rõ hết mọi chuyện trong hộp thư thoại của cổ. Thật tình chúng tôi không thể sống với nhau được. Tôi không muốn lãng phí thời gian nên quyết định chia tay. Chia tay? Tần Kiếm Lượng, tại sao anh đối xử với em như vậy? Tại sao? Sally, cô bình tĩnh một chút, cô đừng nóng nảy quá. Để cô đánh đi. 10 năm, nếu ngay từ đầu anh nói với em, có lẽ em đã lấy chồng sanh con luôn rồi. Bây giờ em không còn gì nữa. Tần Kiếm Lượng! Ba! Tần Kiếm Lượng! Cậu ăn nói xạo với tôi! Ăn nói xạo với con gái tôi! Ba! Ba vợ tương lai không phải là sếp La. Tôi xin lỗi. Thật tình là tôi không thể chịu nổi con gái sếp. Chúng tôi không thể sống với nhau được. Ba! Đi. Anh Lượng, anh cũng tính đám cưới với cổ rồi, sao đột nhiên lại có can đảm nói lời chia tay với cổ hả? Vì tôi không muốn suốt đời lừa dối bản thân. Thật lòng tôi không thể nào vượt qua được. Tôi không muốn sống trái với lương tâm nữa. Anh Lương, anh có biết không? Sống đau khổ nhất và có áp lực nhất chính là quá trình lừa dối người khác. Giống như là bị một ma trận vô hình lúc nào cũng siết chặt cổ mình, khiến mình không thể thở nổi, rất là đau khổ. Trong lòng cứ luôn tưởng tượng không biết lúc nào sẽ bùng nổ. Thực tình sống không được yên. Hơn nữa lời nói dối này cũng đâu có thể gạt suốt đời. Một ngày nào đó, đối tượng mình cũng phát hiện. Đã biết sớm muộn gì cũng bị lộ. Tại sao còn để ma trận đó luôn xiết vào cổ mình, đau khổ đến vậy? Không lẽ phải nói ra hết, không nghĩ đến hậu quả? Chính vì sợ không thể chịu đựng được hậu quả, nên cứ luôn dồn nén những chuyện không vui trong lòng mình. Anh nghĩ xứng đáng sao? Sống sẽ vui sao? Giống như cô Linh đã nói, thành thật với người bên cạnh của mình, sống sẽ thanh thản hơn. Tôi dồn nén bao năm nay rồi, hôm nay nói hết những chuyện không vui ra, tôi thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Tối rồi còn hẹn em ra đi làm gì? Muốn tạo bất ngờ hả?
Anh sợ gì? Có tâm sự à? Phải đó. Anh có chuyện này lâu nay vẫn để trong lòng, cứ muốn nói với em. Chuyện gì vậy? Quan trọng lắm hả? Thật ra chuyện này anh cũng mới biết đây thôi. Nhưng khi anh biết được chuyện này, anh không biết phải tính sao. Anh cũng không biết phải nói với em như thế nào. Anh từng nghĩ là sẽ giấu em đến suốt đời, nhưng anh lại không vượt qua được mình. Anh càng không thể che giấu lương tâm trước mặt em. Mấy hôm nay anh luôn bần thần chính là vì chuyện này à? Thì em đối với anh thật sự rất tốt, vì vậy anh càng không muốn giấu em. Em còn nhớ anh đã từng nói với em, ba má anh đã từng cực khổ hơn nửa đời người, tính về hưu có thể đi vòng quanh thế giới, sau đó sẽ về quê an hưởng tuổi già. Nhưng đáng tiếc đã gặp tai nạn giao thông. Em biết. Nhưng còn chuyện này em vẫn chưa biết. Vào ngày 3 tháng 8 năm 2000, anh có một chuyện rất quan trọng cần phải làm. Mà chuyện này liên quan đến một mạng người. Nhưng vì anh biết Trường Giang Tam Hiệp sắp xây con đê, quê nhà của anh sẽ chìm ngập mãi mãi, không còn tồn tại. Vì vậy anh thay mặt ba má anh về quê một lần, coi như hoàn thành tâm nguyện giùm ba má anh. Nhưng rốt cuộc kể đó, anh không đến nơi đúng ra anh cần phải đến. Nơi mà anh đến là bệnh viện. Anh chính là người không chịu huyết tủy, quỷ hẹn đột xuất. Anh xin lỗi, thật tình anh cũng bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ? Thế nào là bất đắc dĩ? Ai cũng biết Trường Giang sẽ xây cô đê, tại sao anh phải chọn ngày đó để đi? Lúc đầu anh cũng không để ý, nhưng cho đến khi anh biết được, đã đến thời hạn cuối. Thật ra đó là cái cớ. Thì à, những điều anh nói hoàn toàn là sự thật. Anh chết ra đi. Anh có biết hôm đó khi chúng tôi biết có người chịu huyết tủy, chúng tôi vui biết mấy không? Chúng tôi cảm thấy cuộc đời vẫn còn hy vọng. Tại sao anh lại làm tan giấc mộng đẹp của chúng tôi, đẩy chúng tôi xuống vực thẳm? Anh đẩy người có ý chí phấn đấu xuống vực sâu hả? Chính vì anh quỷ hẹn đột xuất khiến cho anh đã mất đi ý chí cầu sinh, sao còn bị bội nhiễm mà chết? Thì à, thật lòng là anh bất đắc dĩ. Anh không biết mọi chuyện sẽ ra nông nỗi này. Anh nói dối. Chính anh quỷ hẹn đột xuất, thực tế là sợ máu, cho nên anh mới chọn sự trốn tránh. Anh là cái hèn nhát, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Màn suy, nhận biến tắc kích phân biến là hòn. Chấm mô ngộ trào cô, bùi hậu yếu nhất chân hòn. Phóng phật nỉ linh đồ sát quân, đặc nhiên chủ trình đi cấp con. Sợi thầu tố khó cảm tố, nỉ lãng lãng mô cô. Yên liêu, hoàn yếu sinh âm trình trôi hồi đó. Đâu phong nà yang phai, si mân ngó chấm yu phò. Phong phật trôi hồi yếu khó xê, biệt lì ý mô vây bê cho. Như trời sâu đích bao hê, lãng khớp liệu biên đô. Mình thiên dịch sĩ chuyên sáng bọc bọc chân sáng, cụ sân phán sáng kỳ tì suy sáng. Lâu sáng nà dịch suy, yên lãng khớp nì lãng đăng.